Lợi dụng việc mang trong mình bệnh hiểm nghèo, đối tượng Lê Mạnh Hùng, 50 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã nhiều lần mua bán ma túy trên địa bàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể vào đầu tháng 12 năm 2020, Hùng bị công an phường Tân Chính bắt quả tang khi đang bán ma túy cho một con nghiện trên địa bàn, thu giữ bốn gói ni lông chứa chất bột màu trắng, Hùng khai đấy là ma túy heroin. Tiếp tục điều tra, công an quận Thanh Khê phát hiện ba thanh niên thường xuyên liên hệ với Hùng để mua ma túy. Theo tài liệu điều tra, Hùng do sức khỏe yếu nên được khoảng chấp hành bản án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào giữa năm 2020. Mượn cớ này, Hùng thường xuyên liên hệ các đầu nậu mua ma túy về bán lại kiếm lời. Trước đó, bản thân Lê Mạnh Hùng đã có 3 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đều được khoảng chấp hành án vì bệnh hiểm nghèo. Nhưng khi về tại địa phương thì vẫn chứng nào tật nấy hiện công an quận thanh khê đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hùng